xã đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, mặt trận xã đã tích cực vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện nhằm giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Nhờ vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, xã đã vận động kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cá nhân đơn vị tặng trên 500 suất quà, xây 5 nhà đại đoàn kết, tặng trên 100 suất học bổng và các hoạt động khác với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Cùng với xã Nhân Trạch, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo. Điển hình có xã Thanh Trạch, thị trấn Hoàn Lão, xã Hải Phú. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho dân và hưởng ứng cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã tích cực kêu gọi cả cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện với tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng ủng hộ vào quỹ vì người nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cả xã thị trấn cùng các tổ chức thành viên triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực nhằm hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua. Từ các chương trình hoạt động của mặt trận các cấp đã lan tỏa thu hút được sự quan tâm hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài huyện. Nhờ đó, từ đầu năm 2022 đến nay, mặt trận các cấp huyện Bố Trạch đã kêu gọi vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 1,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng được 20 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 890 triệu đồng. Mặt trận cả xã thị trấn phối hợp với các đoàn thể địa phương, vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 25 nhà đại đoàn kết trị giá trên 1,5 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo tại địa phương ổn định cuộc sống. Cùng với đó, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động trao tặng quà, tiền mặt, hỗ trợ cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch cho biết, thời gian qua, từ quỹ vì người nghèo và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã góp phần hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, giúp học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường, khuyến khích học sinh nghèo học giỏi, hỗ trợ cộng đồng nghèo trong kiến thiết, tu sửa và mua sắm các thiết chế phục vụ nhà sinh hoạt cộng đồng ở một số khu dân cư khó khăn. Để tiếp tục đồng hành cùng với người nghèo, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kêu gọi sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, quan tâm hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết Mặt trận Bố Trạch tích cực chăm lo đời sống cho người nghèo. Sự kiện sale khổng lồ từ ngày 7 đến 12 tháng 12 đang diễn ra tại siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn. Sale chạm đỉnh, giá chạm đáy. Đặc biệt, chế độ ưu đãi bảo hành lên đến 3 năm và cho phép chính sách đổi trả lên đến 35 ngày so với nơi khác chỉ có 30 ngày. Cam kết giá rẻ và hoàn tiền nếu siêu thị khác bán giá rẻ hơn. Đợt giảm giá kỷ lục cuối cùng của năm 2022 đang diễn ra tại siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn. Sale chạm đỉnh, giá chạm đáy. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc, website dietmaychợlon.vn hoặc hotline 1900 2628. Rẻ quá, rẻ quá, rẻ quá, đến điện máy Chợ Lớn ngay. Nhanh tay, nhanh tay, đến điện máy Chợ Lớn ngay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Quay Alpha Blade Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda,
triệu lời cảm ơn, quà khủng tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21/1/2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng tết lớn. Hãy đến hết ngay. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Bổ Trạch đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.